nghe lại loạt ca khúc ghi dấu ấn nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý từng tiếp sức cho những người lính trên đường ra chiến trận. Trước khi ra chiến trận, chỉ với cái loa sắt, nhiều khi không cần nhạc đệm mà mỗi lần ông hát cả vạn người hát theo. Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý là một trong những giọng ca vàng qua các thế hệ, còn được mệnh danh là người hát tình ca trẻ mãi. Người đàn ông suốt đời hát tình ca, giọng hát của ông từng tiếp sức cho những người lính trên đường ra chiến trận. Trước khi ra trận, hàng sư đoàn nghe tôi hát, chỉ với cái loa sắt, lắm khi không cần nhạc đệm. Mỗi lần tôi hát, cả vạn người hát theo, có khi lên chốt chỉ có 3-4 người, ngồi ôm đàn hát với nhau. Các chiến sĩ yêu cầu hát về quê hương của họ, những bài ca đó khiến họ xúc động mãnh liệt. Ông từng chia sẻ một lần trước phóng viên báo chí. Trong cuộc sống hòa bình, giọng ca của ông cũng vẫn giữ được sức hấp dẫn thời đại. Suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, người nghệ sĩ được mệnh danh người đàn ông suốt đời hát tình ca có những album nổi tiếng như Cho Em Và Cũng Là Cho Anh, Cung Trầm. Ông cũng thể hiện thành công ca khúc Thuyền Và Biển, Hồ Trên Núi, Chảy Đi Sông Ơi. Nghệ sĩ ưu tú cũng rất yêu thương và gắn bó với các giọng ca nhí. Trong đêm chung kết Đồ Rê Mí 2014, nghệ sĩ ưu tú Quang Lý đã có một màn kết hợp ấn tượng với bé Hải Nam. Trước khi được gặp mặt trực tiếp, anh chàng đã chủ động hát cho nghệ sĩ ưu tú Quang Lý nghe qua điện thoại và dõng dạc đề nghị: "Bác hát thử con coi nào." Khi nghệ sĩ ưu tú Quang Lý hỏi đầy hóm hỉnh: "Bác hát được không?" Hải Nam trả lời tự tin như giám khảo: "Dạ được." Ở phần biểu diễn này, Hải Nam còn rất tự tin đọc bài thơ Cảnh Khuya Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý khen ngợi: "Chú bộ đội Tí Hon nhiều khí phách và đáng yêu lắm." Với ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, hai chú bộ đội đã chinh phục trái tim khán giả. Giám khảo Xuân Bắc đã rưng rưng nước mắt khi xem tiết mục này.